Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, cái việc cắt tóc ngày nào tốt là chủ đề được rất nhiều người quan tâm. Bởi theo quan niệm dân gian ấy, thì ngày cắt tóc sẽ ảnh hưởng đến vận may của người gia chủ trong cả tháng. Tuy cắt tóc là một việc làm bình thường, nó diễn ra hàng ngày trong cuộc sống, nhưng mà cũng có rất nhiều điều kiêng kỵ mà các cụ ngày xưa đã có câu: có thờ có thiêng, có kiêng thì có lành, hoặc là gì, cái răng cái tóc là góc con người. Hơn thế nữa, theo quan điểm tâm linh của người Việt thì tránh tiến hành những cái việc cắt tóc vào ngày đầu tháng, đầu năm hay là tháng cô hồn vân vân. Do vậy, nếu không quá cần thì các bạn cũng cần tránh và chọn những ngày cắt tóc vào những ngày tốt lành trong tháng, kẻo gặp phải những cái xui xẻo không đáng có. Vậy thì chọn ngày tốt cắt tóc trong ngày nào trong tháng để mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc? Trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng các bạn, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để chọn cho mình được những ngày tốt mang lại tài lộc may mắn đến với gia chủ. Một là cắt tóc ngày nào tốt. Thưa quý vị, thì cái xem ngày cắt tóc theo cái tượng hùng lịch pháp thì những ngày cắt tóc tốt nhất thì sẽ là những ngày sau: ngày mùng 3, mùng 4, mùng 8, mùng 10, ngày 11 và ngày 13 và ngày 26 âm lịch. Thì cắt tóc cũng có những ngày cát, ngày hung. Ngoài các em bé thì người lớn đi cắt tóc cũng cần phải xem kỹ những ngày tốt để đón những cái vận may, đồng thời tránh được những vận xui xẻo ập tới không đáng có. Một, ngày nào cắt lành nhất để cắt tóc? Thưa quý vị, vậy thì chúng ta nên chọn ngày cắt tóc nào trong cái tháng âm lịch để được tốt nhất và may mắn nhất, đem lại cái may mắn, đem lại cái phú quý và sức khỏe cho quý vị và các bạn. Thì những ngày tốt cắt tóc trong cái tháng âm lịch thì bao gồm những ngày sau này. Ngày mùng 3 cắt tóc, đúng không? Ngày mùng 3 thì cắt tóc ngày mùng 3 thì tinh thần sẽ thoải mái, công việc sẽ thuận lợi, suôn sẻ và tài lộc sẽ được vượng phát. Ngày mùng 4 cắt tóc, đúng không? Ngày mùng 4 cắt tóc thì sẽ rước lộc vào nhà, của cái thì dồi dào, khí sắc thì sẽ được tốt lành. Nếu cắt tóc vào ngày mùng 8 ấy, thì sẽ đem lại cái sức khỏe và trường thọ, mang lại nhiều cái may mắn đến với gia chủ. Cắt tóc vào ngày mùng 10 thì sẽ đem lại cái tín hiệu tốt trong công việc và nhiều chuyện đáng mừng sẽ xảy ra trong những cái ngày này. Đó. Tiếp theo là cắt tóc ngày 11 thì đây được xem là cái ngày mà cắt tóc tốt nhất cho đặc biệt là trẻ nhỏ, đem lại cái sự may mắn và sự thông minh, ngoan ngoãn cho bé. Cắt tóc vào ngày 13 mà thì mang lại cái tinh thần phấn chấn, tốt cho cái việc thăng quan tiến chức, công danh tài lộc thì sẽ được phát đạt. Tiếp theo là ngày 26, nếu mà các bạn chọn ngày cắt tóc là ngày 26 thì sẽ làm gia tăng của cải và gặp nhiều cái chuyện vui mừng trong cuộc sống. Đó, đó là những cái ngày tốt cắt tóc theo tượng hùng lịch pháp. Thưa quý vị, chi tiết về cái ngày cắt tóc, cắt hung ấy, trong một tháng ấy, thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi từ ngày mùng 1 đến ngày 30, đúng không ạ? Theo quan điểm của dân gian, nếu mà cắt tóc vào ngày mùng 1 thì dễ rút ngắn sinh mệnh, vậy nên người ta thường kiêng kỵ cắt tóc vào ngày mùng 1. Đúng không? Ngày mùng 2 ấy, thì là gặp bệnh tật liên miên và phiền phức sẽ kéo tới, đúng không? Ngày mùng 3 thì là gì, tài lộc sẽ vượng phát. Cắt vào ngày mùng 4 thì tài sản tăng thêm và khí sắc sẽ rất là tốt. Ngày mùng 5 thì tiền của sẽ gia tăng. Cắt tóc vào ngày mùng 6 thì khí sắc kém và ốm yếu về thể chất. Ngày mùng 7 thì dễ vướng vào cái họa thị phi và gặp nhiều rắc rối. Cắt vào ngày mùng 8 thì được trường thọ, được sức khỏe dồi dào. Ngày mùng 9 thì dễ gặp được ý trung nhân và gia đạo luôn được hài hòa, yên ấm. Ngày mùng 10 thì nhiều chuyện vui mừng nó sẽ ập đến. Cắt tóc vào ngày 11 thì trí tuệ sẽ minh mẫn, thông minh và đĩnh ngộ, đúng không? Cắt tóc vào ngày 12 thì dễ mắc bệnh và dễ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Cắt tóc ngày 13 thì tinh thần tốt và trí tuệ tốt. Ngày 14 thì thêm nhiều tài sản và tài lộc kéo tới. Cắt vào ngày 15 thì hoặc là ngày rằm đấy, ngày 15 chính là ngày rằm đấy, thì sẽ tăng thêm phúc báo và tăng thêm cái sự cát tường. Cắt vào ngày 16 thì dễ mắc bệnh và hay bị đau ốm. Nếu cắt tóc vào ngày 17 thì dễ bị mờ mắt và da rẻ sẽ bị xấu, đúng không? Cắt tóc vào ngày 18 thì là dễ bị mất của và dễ bị hao tổn về cái chuyện tiền bạc. Cắt tóc vào ngày 19 thì sẽ được thêm tuổi thọ. Ngày 20 thì sẽ gặp đói kém và gặp nhiều chuyện xui. Ngày 21 thì gặp bệnh, dễ mắc bệnh, cơ thể dễ bị suy nhược và thần kinh thì cũng sẽ khó được vững. Cắt vào ngày 22 thì là sẽ bệnh tình sẽ được nặng thêm. Ngày 23 thì gia sản sẽ được hùng mạnh, đúng không? Có nhiều tin tốt, có nhiều tin vui về chuyện tiền bạc. Cắt vào ngày 24 thì dễ ốm đau bệnh tật hoặc là bệnh cũ sẽ bị lâu khỏi, sẽ dễ tái phát, đúng không? Cắt vào ngày 25 thì mắc các bệnh tật về mắt như là gì, mắt tèm nhèm, mắt kém hay là hay bị đau mắt. Ngày 26 thì gặp nhiều chuyện vui mừng, đúng không? Ngày 27 thì gặp nhiều cái may mắn và cát lành. Cắt vào ngày 28 thì dễ xảy ra cãi cọ và gây gổ đánh nhau. Cắt vào ngày 29 thì dễ bị mất hồn, mất tiếng hay là đau họng. Nếu cắt vào ngày 30 thì vướng thị phi và dễ gặp cái chuyện tranh tụng.
Đó là những cái ý nghĩa của từng ngày cắt tóc từ ngày mùng 1 đến ngày 30 âm lịch. Đấy. Và một vài cái quan trọng mà các bạn cũng cần phải lưu ý trong cái việc cắt tóc. À, thưa quý vị, khi mà cắt tóc ấy, thì ngoài 30 ngày kia ra thì quý vị trong 30 ngày đấy cũng có tốt có xấu, có cắt có hung, đúng không ạ? Vậy nên khi mà chọn ngày cắt tóc, chúng ta cũng cần phải chọn những ngày hoàng đạo. Chọn ngày hoàng đạo và tránh những ngày sát chủ, đúng không ạ? Tránh ngày sát chủ, tránh ngày tăng lương, tránh ngày xích khẩu. Đấy. Nên chọn những ngày hoàng đạo hoặc những ngày có sao tốt để mọi việc được thuận lợi và như ý, đúng không ạ? À, những ngày hoàng đạo thì có ngày kim đường hoàng đạo ấy, đúng không ạ? Kim quỹ hoàng đạo, tư mệnh hoàng đạo, ngọc đường hoàng đạo và minh đường hoàng đạo, cũng như là ngày thanh long hoàng đạo. Còn những sao tốt thì cũng gồm có các sao thiên đức hợp, sao tuế đức hợp, sao trực tinh, đúng không ạ? Sao thiên quý. Và những sao này thì rất tốt cho mọi việc, kể cả việc cắt tóc. À, khi cắt tóc để tránh chọn ngày sát chủ và ngày tam lương, ngày xích khẩu ấy, thì ngày tam lương các bạn biết ấy, bao gồm các ngày mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22 và ngày 27 hàng tháng, đúng không ạ? Ngày sát chủ thì thường là có nhiều sao xấu nên là cần tránh cái việc cắt tóc. Thì ngoài ra cái ngày sát chủ, ngày dương công kỵ thì cái công việc đầu tư, ký kết hợp đồng buôn bán hay là những ngày này thì cũng kỵ cái việc cắt tóc vì nó dễ xảy ra những cái chuyện nó không hay, đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta kỵ một ngày nữa là ngày xích khẩu. Có nghĩa là ngày xích khẩu ấy, theo nghĩa hôm đó là khẩu là miệng, đúng không ạ? Ý nói là gì? Hay xảy ra những chuyện tranh cãi, hay xảy ra những chuyện đàm thoại, đàm tiếu, chuyện khẩu thiệt thị phi. Nên cắt tóc dễ khiến cho gì? Gặp những chuyện là tai ách nó xảy đến do họa miệng mà ra. Và nên chọn những giờ tốt để chúng ta tiến hành công việc cắt tóc cho nó được thuận lợi và may mắn. Thì để chọn giờ tốt thì các bạn cũng có thể tham khảo thêm quyển sách là Ngày Tốt Toàn Thương để chọn cho mình được những khung giờ tốt nhất, đúng không ạ? À, để chọn ra giờ tốt thì ở trang 127 ấy, thì trong sách cũng đã có quan niệm là có cái... Thì để chọn ra giờ tốt thì trong sách cũng có cái cách chọn giờ tốt ở trang 127 nhé. Thì các bạn có thể tham khảo cái trang 127 để tự chọn cho mình những giờ tốt, đúng không ạ? Bởi theo quan niệm ngày xưa ấy, nếu như mà đi cắt tóc vào những ngày bình thường ấy, hoặc ngày xấu ấy, thì nên tiến hành vào những giờ tốt hoặc là giờ hoàng đạo trong ngày, đúng không ạ? Khi tiến hành vào những ngày giờ này sẽ giúp cho gia chủ cắt tóc như là gì? Tất cả những công việc khác nó được suôn sẻ, thuận lợi và tốt lành và đỡ gặp phải cái bất trắc hơn. Đấy. Để biết cái ngày dự tính mình cắt tóc có phải là ngày hoàng đạo hay không, có sao tốt xấu hay không ấy, thì các bạn có thể tham khảo thêm cái quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư. Thì trong này cũng có đầy đủ các ngày tốt, giờ tốt cho các bạn lựa chọn, đúng không ạ? Đó là cái giờ tốt. Thì với trẻ nhỏ thì một vài người sẽ quan tâm là với trẻ nhỏ thì cắt tóc ngày nào là tốt, đúng không ạ? Thì để chọn được cái ngày tốt lành và cái thời điểm cắt tóc cho trẻ sơ sinh ấy là một cái việc các bạn cực kỳ cẩn thận. Đó là gì? À, vì trẻ mới sinh ra thì đã có tóc non hay là tóc máu ấy. Tóc máu được hình thành từ cái tuần 24 ở trong bụng mẹ. À, tóc này có tác dụng bảo vệ cái phần thóp, giữ ấm cho trẻ và dần dần nó sẽ dụng khi mà gì đến cái chu kỳ mọc tóc. Nếu trong vòng 5 tháng đầu tiên mà tóc của bé quá dài thì chỉ nên cắt tỉa hai bên cho mát mẻ, là tuyệt đối không được cắt ở phần thóp. Vì nếu cắt tóc máu ở phần thóp ấy thì gì, đầu trẻ dễ bị gì mất đi cái sức bảo vệ, mất đi cái năng lượng đề kháng, mất đi cái sự đề kháng và hay bị ốm đau, hay bị tổn thương ở cái phần đầu của trẻ, đúng không ạ? Nếu như các bạn dự định cắt tóc cho trẻ thì các bạn phải chờ đến tháng thứ 6. Cắt tóc đầu tiên ấy thì phải chờ tháng thứ 6 trở đi mới cắt. Và dưới đây là danh sách những ngày tốt để cắt tóc cho trẻ, đúng không ạ? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để trẻ gặp được cái sự hanh thông và may mắn. Thì chúng ta cũng dựa vào cái ngọc hạc thông thư để chúng ta chọn ra được những ngày tốt để cắt tóc cho bé, đúng không ạ? Đầu tiên là ngày mùng 3, cắt vào ngày mùng 3 thì trẻ vui vẻ và hạnh phúc. Ngày mùng 4 thì trẻ mang lại phú quý tới nhà. Cắt ngày mùng 7 thì hướng tới những điều cắt lành. Cắt vào ngày mùng 8 thì khỏe mạnh và trường thọ. Cắt ngày mùng 10 thì có lộc, có nhiều tiên vui đưa tới, cái chuyện tiền bạc. À, cắt vào ngày 11 thì trẻ thông minh và giỏi giang. Cắt ngày mùng 9 và ngày 13 là ngày cắt lành, trẻ khỏe mạnh và ngoan ngoãn. Cắt vào ngày 16 thì có nhiều cái lợi ích cho trẻ và cho người lớn tuổi trong nhà. Đúng không? Cắt vào ngày 25 thì tài phúc kéo đến. Đấy. Ngày 26 thì gặp may mắn ngập tràn. Cắt vào ngày 19 và ngày 29 thì đem tới nhiều cái may mắn cho bé. Đó là những ngày cắt tóc tốt, cắt tóc máu cho bé. Tiếp theo chúng ta xét đến vì sao phải cần kiêng kỵ cái chuyện cắt tóc. Vì sao cần phải chú ý kiêng kỵ những cái chuyện cắt tóc. À, quý vị thân mến, thì trước đây người Việt Nam đa phần sống bằng cái nghề nông nghiệp nên là phụ thuộc nhiều vào cái thiên nhiên. À, có thể nói cái hằng số văn hóa của người Việt xưa là luôn động, và có nghĩa là gì? Không tĩnh, không yên ả. Vì vậy, họ mong muốn có cuộc sống yên lành, yên bình nên là sẽ tin vào những cái điều kiêng kỵ đó và luôn tuân thủ. Thế mới có câu là gì? Có thờ có thiêng, và có kiêng là có lành. Đặc biệt là ở cái thời điểm đầu tiên của một tháng hoặc là của một năm thì được người xưa coi rất quan trọng. Bởi đây là cái thời điểm được coi là sự khởi đầu.
có nhiều cái biến động thay đổi mang cái ý nghĩa tích cực và tốt đẹp. Nếu như cắt tóc vào những cái thời điểm này ấy, thì mang ngụ ý là cắt đi, mất đi đó, và mất đi cái sự tốt đẹp và may mắn đó. Có nghĩa là thay đổi cái tích cực thành cái tiêu cực đó. Cắt tóc là cắt đi cái vận may, có thể gặp những cái chuyện xui xẻo hoặc là ốm đau bệnh tật trong tháng đó. Thì đây thực chất chỉ là cái văn hóa, là cái kiêng kỵ truyền miệng mà chưa có một cái căn cứ, chưa có một cái khảo sát xã hội nào chứng minh. Nhưng mà các cụ nhà ta có cầu ấy, có thờ, có thiêng, có khiêng, có lành. Vậy nên là các bạn cũng kiêng được thì cứ kiêng nhá. Đấy. Vậy thì chúng ta kiêng cắt tóc vào những thời điểm nào? Đúng không? À, không biết xuất hiện từ bao giờ, nhưng mà cái quan niệm xem ngày cắt tóc ấy, hoặc là không cắt tóc vào đầu tháng, hoặc là tháng cô hồn, vân vân, hay là không cắt tóc trước kỳ thi, hoặc là khi bà bầu, hoặc là bà bầu không được cắt tóc vào những ngày mùng 1, ngày 15 vân vân ấy, thì đã lưu truyền từ rất lâu trong dân gian. À, và trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái thời điểm kiêng kỵ cắt tóc mang tính chất dân gian truyền lại. À, các bạn có thể tham khảo để lựa chọn cho mình những cái thời điểm nó hợp lý nhất. Đó. Thứ nhất là kiêng cắt tóc vào ngày mùng 1 đầu tháng. Đó. Hoặc là ngày mùng 1 đầu năm. À, theo quan niệm dân gian ấy, thì cái ngày mùng 1 đầu năm hay là ngày mùng 1 đầu tháng thì cũng nên kiêng cắt tóc. Bởi vì nếu cắt tóc thì sẽ làm tiêu tan mất cái tài lộc, mà cái sức khỏe thì cũng bị suy giảm cho cả tháng hoặc cho cả năm đó. À, khiến cho cái vận xui nó không ngóc đầu lên được. Đã, tuy cái điều này không có cái cơ sở khoa học nào, nhưng lại là cái kiêng kỵ tâm linh và ai ai cũng muốn bình an, nên là rất nhiều người làm theo, đúng không ạ? Thứ hai là gì? Kiêng kỵ cắt tóc vào cái tháng cô hồn. Thì có lẽ mọi người đều biết, người xưa thường quan niệm rằng cái tháng cô hồn là cái tháng mở cửa quỷ môn quan, Diêm Vương mở cửa địa ngục cho các vong hồn về lại thăm lại gia đình ở dương gian, đúng không ạ? Cái tháng này cũng là lúc mà nhiều cái cô hồn dã quỷ dạo chơi ở cái chốn trần gian. À, chính vì thế mà người ta cho rằng tóc thì nối với cái sức khỏe, với cái linh hồn. Nếu cắt tóc đi vào cái tháng cô hồn thì sẽ khiến cho cái cơ thể bị suy yếu và dễ bị ma quỷ quấy rối. À, và quan niệm người xưa thì là có thờ, có thiêng, có kiêng thì có lành. Dù điều này chẳng ai chứng minh được, nhưng mà gì, các cụ ngày xưa vẫn kiêng, và đến hiện tại bây giờ mọi người vẫn kiêng là cắt tóc cho yên tâm, đúng không ạ? Và có một cái số trường hợp đặc biệt mà cần phải cắt tóc, như là để điều trị sức khỏe hay là phẫu thuật vân vân, thì các bạn cũng không nên lo nghĩ quá nhiều. Hãy tập trung vào cái sức khỏe của bản thân mà tiến hành cắt bình thường đó. À, thứ ba là gì? Bà bầu thì kiêng kỵ cắt tóc. À, quý vị thân mến, thì nhiều nơi cho rằng trong suốt thời kỳ thai kỳ thì các bà bầu không nên cắt tóc. Cũng có nơi rất kiêng kỵ bà bầu cắt tóc vào ngày rằm, ngày mùng 1 theo cái lịch âm ấy. Do đó thì nhiều người cho rằng cái mái tóc gắn liền với cái sinh mệnh. Khi bà mẹ mang thai, sức khỏe yếu, lại cắt tóc thì có thể khiến cho đứa trẻ nó bị đoản mệnh hay bị ốm đau bệnh tật. Tuy nhiên cái việc cắt ngắn sẽ giúp bà bầu thoải mái hơn và thư giãn hơn. Bà bầu một bụng nặng nề rồi đi cắt tóc thì sẽ khiến cho họ dễ chịu hơn, để tránh cái việc sử dụng hóa chất là được, đúng không ạ? Tiếp theo một kiêng kỵ nữa là kiêng kỵ cắt tóc trước kỳ thi. Quý vị thân mến, dân gian ta có khá nhiều cái quan niệm về việc trước kỳ thi không nên làm những việc gì, đúng không ạ? Trong đó tóc chính là cái cột anten thu phát sóng của một trong bộ não. Vì thế mà cắt tóc đi trước kỳ thi ấy, thì cũng tựa như là cắt hết cái kiến thức, khiến cho gì, cái thi cử nó bị lận đận và dễ bị đội sổ, do là gì, do não bộ hoạt động nó bị kém hơn. Vì thế cái quan niệm cho rằng không nên cắt tóc trước kỳ thi, song đây cũng chỉ là cái quan niệm tâm linh, cũng không có cơ sở khoa học. Trước kỳ thi thì các bạn hãy chuẩn bị kiến thức cho mình, cũng như là cái tâm lý thoải mái và gì, để sẵn sàng chúng ta tham gia vào chiến đấu với kỳ thi, đúng không ạ? Đó là những cái trường hợp mà chúng ta không nên đi cắt tóc, đúng không ạ? Không nên đi cắt tóc. À, quý vị thân mến, như vậy là tôi đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái cắt hung, về những cái thời điểm cắt tóc và những cái thời điểm chúng ta kiêng kỵ cắt tóc thế nào để có được cái tài lộc, có được cái may mắn và có được sự bình an. Thì các bạn có thể tham khảo thêm cái ngày giờ tốt cắt tóc ở trong quyển sách Ngày Tốt Tuần Thư nhé, để biết tự chọn cho mình ra được những ngày giờ tốt nhất. Đó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.